Tối hôm đó thì em đã rất là chằn chọc và khó ngủ. Và khi mà thấy mail của trường NYU thì em đã rất là hồi hộp. Khi mà đọc được cái dòng chữ mà congratulations thì em đã vỡ òa cảm xúc, biết là mình đã được đậu đại học và cũng như là đậu được vào một cái trường mà mình mong ước. Xin chào Cao Nhân, chị được biết là em vừa trúng tuyển vào ngôi trường NYU vào kỳ nộp đơn hồ sơ đầu tiên ED1 đúng không? Vậy thì em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? Dạ, em chào chị, em là Nguyễn Cao Nhân, hiện tại em là học sinh lớp 12 của trường Trung Thiện Lý. Vậy thì trong cái giây phút mà em nhận được cái lá thư trúng tuyển, cái cảm xúc của em như thế nào và em đã và đang làm gì? Thế chị thì chắc chắn là rất là hồi hộp rồi, vì đó là đợt nộp sớm là nhiều bạn em trước đó đã có được accept vào những cái trường mà các bạn mong muốn, vì vậy mà em cũng có một cái phần rất là áp lực. Nhưng mà và cái sáng, em nhớ sáng hôm đó là kiểu cỡ 5 giờ sáng và tối hôm đó thì em đã rất là chằn chọc và khó ngủ. Và khi mà em vừa mở mắt dậy thì em lập tức check mail. Và khi mà thấy mail của trường NYU thì em đã rất là hồi hộp. Thì em đọc thình thịch. Thì khi mà em mở ra thì khi mà đọc được cái dòng chữ mà congratulations thì em đã vỡ hòa cảm xúc. Vì biết là mình đã được đậu đại học và cũng như là đậu được vào cái trường mà mình mong ước. Thật sự là cái cảm xúc này dâng trào em nhỉ? Bởi vì đổ hẳn vào cái ngôi trường đại học mà mình mơ ước trong kỳ apply hồ sơ đầu tiên luôn mà. Vậy thì em có thể giới thiệu đôi nét về cái lúc mà em chuẩn bị cái hành trình apply hồ sơ diễn ra như thế nào được không? Dạ, thưa chị thì trước khi mà đến với AIS thì em nghĩ là em cũng đã có sẵn một số cái nền tảng về ngoại khóa cũng như là học thuật. Nhưng mà em nghĩ cái mà em thiếu nhất chính là vì có một cái chưa có một cái sự gọi là cụ thể chuyên sâu và cái chuyên ngành của em, những cái hoạt động ngoại khóa của em nó vẫn còn rất là đại trà và kiểu nhiều bạn cũng là. Và khi mà đến với AIS thì em đã được tư vấn để có thể kiểu như tập trung hơn vào ngành kinh doanh, ngành marketing của em, như là kiểu tham gia những cái cuộc thi như là cuộc thi Young Lion và cái cuộc thi mà bên AIS đã giới thiệu cho em, hay là tham gia những cái hoạt động từ thiện mà có liên quan tới kinh doanh này nọ, để từ đó em có thể kiểu như là kiểu phát triển được cái về cái chuyên ngành của mình. Có nghĩa là thông qua những cái hoạt động đó em hiểu thêm về bản thân của mình cũng như là những màu sắc riêng của em nhiều hơn. Vậy thì để đổ vào trường NYU quả là không dễ dàng cho một cái bộ hồ sơ mà chuẩn bị chỉnh chu như vậy. Vì em có thể chia sẻ thêm một xíu về những cái hoạt động ngoại khóa diễn ra xung quanh em và em đã đạt được những cái điều gì không? Thế chị, em nghĩ cái hoạt động ngoại khóa mà em tự hào nhất đó chính là việc em đã thành công xuất bản một cái cuốn sách để dạy cho những cái em nhỏ từ 3 năm tuổi về việc bảo vệ môi trường, và chính em là người đã vẽ hoàn toàn cái cuốn sách đó ra luôn. Và kiểu việc trở thành một cái tác giả thành từ một cái gọi là từ khi mà tuổi còn đi học thì em nghĩ nó là một cái gọi là điểm sáng những cái hồ sơ của em. Chị cũng nghĩ là như vậy, đây là một cái điểm highlight. Vậy thì cái hoạt động ngoại khóa này nó có hỗ trợ cho em trong cái phần chinh phục đại diện nhà tuyển sinh khó tánh như NYU thông qua phần bài luận chắc? Thì em nghĩ là bên cạnh hoạt động ngoại khóa của em thì cái bài luận nó cũng là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Thì ban đầu thì khi mà em mới viết bài luận thì nó chắc chắn là rất là chật vật rồi, thì kiểu em nó đã rất là cái khó khăn trong cái việc mà gọi là lựa chọn được những cái hoạt động thật là ý nghĩa nhất, lựa chọn chắc lọc nó và viết nó như thế nào để kiểu như là thuyết phục các nhà tuyển sinh. Và thông qua cái sự hướng dẫn của thầy cô ở AIS thì em đã biết được là mình cần phải tập trung nói nhiều về những cái cảm xúc, những cái gọi là cái sự trưởng thành trong suy nghĩ của mình trong cái quá trình mà mình thực hiện những cái hoạt động đó, và giúp cho những cái nhà tuyển sinh hiểu được cái con người của mình thông qua những cái bài luận. Thì đó là em nghĩ là cái bài học lớn nhất mà em đã học được trong cái quá trình viết bài luận, và chính nhờ cái việc đó mà em nghĩ đó là một phần để giúp em đậu được vào ngôi trường mơ ước. Thông qua bài luận chị thấy rõ ràng là Nhân đã trưởng thành hơn rất nhiều, và đồng thời nữa trong cái quá trình đồng hành với AIS em có những kỷ niệm gì đáng nhớ hay là có những cái chuyên viên nào khiến cho em có những cái cảm xúc mà nhớ nhất không? Em nghĩ cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của em với AIS chính là chuyến đi công tác xã hội dịp Tết đến chùa Diệu Pháp và tham quan vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Không chỉ em được làm những cái hoạt động từ thiện khi mà tổ chức hoạt động Tết quyên góp cho những cái em hoàn cảnh khó khăn ở đó được tham quan cái hệ sinh thái vườn quốc gia Nam Cát Tiên, mà em thấy cái quan trọng nhất đó chính là em đã gặp được những cái bạn đồng trang lứa của mình, có người những cái người mà cùng giấc mơ du học, cùng mong muốn được săn học bổng, được vào những cái trường top. Và từ đó thì em đã có thể kết nối xây dựng những cái mối quan hệ lâu dài, thì mới đi chơi với nhau cũng như là hỗ trợ nhau trong những cái quá trình nộp hồ sơ. Và em nghĩ là những cái bạn nó sẽ chắc chắn là em sẽ giữ mối quan hệ từ bây giờ tới sau này nữa. Rõ ràng thông qua bài luận đã giúp cho đại diện nhà tuyển sinh NYU hiểu hơn về hồ sơ của em cũng như những điểm mạnh của em. Vậy thì thông qua những cái hành trình cùng với American Study, em có những trải nghiệm gì đáng nhớ không, hay là cán bộ nào khiến em nhớ nhất chăng? Thì em nghĩ cái hoạt động mà đáng nhớ nhất của em ở American Study đó chính là cái chuyến
đi thăm chùa Diệu Pháp cũng như là quận Giang Nam Cát Tiên vào dịp Tết năm ngoái. Thì qua chuyến đi này thì không chỉ em được thực hiện những cái hoạt động từ thiện mà quyên góp và những cái tổ chức hoạt động Tết cho những cái em có hoàn cảnh khó khăn ở chùa Diệu Pháp, được tham quan hệ sinh thái của quốc gia Nam Cát Tiên, mà em còn được gặp gỡ những cái bạn mà có cùng cái đam mê đi du học, cùng mong muốn vào những cái trường top, và cũng là những cái bạn rất là tài năng, năng động. Và em đã kiểu xây dựng được cái mối quan hệ rất là thân thiết với những cái bạn trong cái chuyến đi đó. Và với cái người mà em ấn tượng nhất ở American Study chắc là anh Vĩnh, cái cán bộ du học ở AS. Thì theo em thì anh Vĩnh là một người rất là có hiểu biết, có rất là có kinh nghiệm trong về những cái trường, về những cái về cái cuộc sống ở du học, cuộc sống đại học ở Mỹ. Và anh Vĩnh đã đưa ra cho em những cái lời khuyên rất là cần thiết, rất là quan trọng, và em nghĩ đó là những cái lời khuyên nó sẽ rất là giúp nhiều cho em trong tương lai. Rõ ràng American Study như một ngôi nhà thứ hai nhỉ, nhiều trải nghiệm tại American Study hả? Thì vậy thì nếu như đứng cương vị với lại một cái người học sinh đã đổ vào ngôi trường đại học top cao như vậy, em có lời khuyên gì dành cho đàn em chuẩn bị apply mùa hồ sơ sắp tới không? Em nghĩ cái lời khuyên của em đó chính là khi mà còn sớm còn nhỏ thì các em hãy trải nghiệm thật là nhiều, hãy để từ cái việc trải nghiệm đó thì các em sẽ biết được đâu là thế mạnh thế yếu cũng như là những cái đam mê của bản thân mình, để từ đó ngày càng narrow down, thu hẹp cái hoạt động của mình, chuyên sâu hơn, và đi tham gia những cái cuộc thi nè, hay là những cái hoạt động mà liên quan mật thiết đến chuyên ngành của mình trong khi mà học đại học. Thì qua cái việc đó thì em sẽ chứng minh được cho những cái nhà tuyển sinh du học là em đã có những cái kinh nghiệm nhất định trong cái ngành mà mình theo đuổi, và đó sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn trong cái hồ sơ du học của em trong tương lai. Xin cảm ơn Cao Nhân về lời chia sẻ cũng như là lời khuyên rất là chân thành từ em. Một lần nữa, chị Nhi xin đại diện American Study chúc mừng em đã đổ vào ngôi trường đại học mà em mong ước. Xin chúc cho cả 4 năm đại học sắp tới của em tràn đầy những điều tuyệt vời tại ngôi trường đại học NYU em nhé. Em cảm ơn chị. Cảm ơn em.